ngày 2 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Lợi, 55 tuổi, trú tại xã Y Bờ Hốc, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Lợi đã nhận ủy quyền, đại diện pháp lý cho một số người dân ở huyện Cư Cu In để khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự và tham gia giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án Nhân dân huyện Cư Cu In. Do không đồng ý về các quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Cư Cu In, nên Lợi đã sử dụng trang Facebook cá nhân liên tiếp đăng tải nhiều bài viết tố cáo. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, cơ quan chức năng có kết luận giám định những bài viết mà Lợi đăng tải trên Facebook thể hiện hành vi đưa, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt xuyên tạc, không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Hành vi này đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân chánh án cũng như Tòa án Nhân dân huyện Cư Cu In. Bước đầu Trần Minh Lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trần Minh Lợi trước đây là chủ trang Facebook Diệt Giặc Nội Xâm. Năm 2017, đối tượng đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ và sau hai lần xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội đưa hối lộ,